quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Vác vác được không đấy? 50 cân đấy. Anh giữ chia rồi nhé. Từ từ anh giữ cho. Rồi. Cường này rất là khỏe cô bác, một mình em vác được 50 cân luôn. Bây giờ thì không có san được nữa tại vì là trời đang mưa rất là nhiều. Cảm ơn bé Ma đây. Đó rồi này. Ôi thì mới yên rồi này. Đi bắt rồi. Vừa đến nơi thì trời mưa khá là to rồi các bác. Hôm nay mưa thì các bác thợ thì làm không có được. Sáng nay các bác thì có làm không Cương? Làm một tí à? Em thì với bà ngủ đây à? Đây thì em Cương với bà hiện tại là đang ngủ ở cái lán bé đấy các bác. Bà thì ngủ bên dưới, còn em Cương thì sẽ ngủ bên này. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô Cương xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì cháu được có nhận được một cái phần quà của bác Quang. Bác ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là mua lên cho em Cương với bà là 50 cân 50 cân gạo cô bác. Vừa rồi thì ra đến kia thì cũng định là san hai anh em cùng bác đi, nhưng mà mưa cô bác, thành ra là cháu Lực phải phi xe từ ở cái điểm trường kia và về đến gần nhà của em Cương này thì là trời mưa khá là to rồi, thành ra là hai anh em không có san được nữa. Thì em Cương một mình là tự quyết định là vác về luôn. Sáng hôm nay thì các bác thợ có làm không? Làm một tí ạ. Làm một tí à? Vâng. Không thì mưa thì không làm được à? Vâng ạ. Cái phần này thì các bác thợ bảo là làm đến hôm nào thì xong rồi? Đến thứ tư lại dựng lên ạ. Thứ tư là dựng lên rồi đúng không? Vâng. Rồi thì anh cũng điện cho các bác thợ là các bác bảo là hôm nay nữa là đào xong rồi đúng không? Vâng, nhưng mà hôm nay lại mưa lại không vào được biết. À. Các bác thợ thì đang đi đâu rồi? Đi nhà chế để uống nước. Để uống nước à? Vâng. À, đi nhà bác cái làm cùng kia đúng không? Vâng. À. Là đến thứ tư này là dựng lên rồi đấy nhỉ? Vâng. Đấy, thứ tư này là sẽ là dựng nhà của em Cương lên rồi các bác. À, rất là nhanh, làm độ tầm gần một tháng nhỉ? Vâng. Gần một tháng thì đã xong ngôi nhà của em Cương rồi đó. Bây giờ thì cháu được xin được công khai là bác đã gửi tiền cho cháu Lực để nhờ cháu Lực mua gạo này cô bác nhá. Hai năm lòng nhận lại. Hai năm lòng nhận. Ý đâu này. Hôm qua này cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bác Quang, bác ở bên Mỹ. Bác có gửi cho cháu Lực là 4.745.000. Và trong đó thì trích ra cho em Cương là 2 triệu. Và nhờ cháu Lực là mua 50 cân gạo nữa. Còn 50 cân gạo thì hôm nay cháu Lực cũng đã mua xong rồi. Và bây giờ còn dư là 1.2 triệu. Thì bác bảo với cháu Lực bảo là cái số tiền đấy để vào quỹ làm nhà. Và còn 2.545.000 nữa thì là sẽ cho em Quân là 2.245.000, cho Tem là 500.000 để đổ xăng cô bác ạ. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Quang, bác ở bên Mỹ nhá. Vâng, cháu Cương xin cảm ơn bác. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng.
Hôm nay thì em ở nhà thì làm cái gì hôm nay ấy? Phát ruộng. Phát ruộng à? Vâng. Là đi phát ruộng á? Vâng. Đi phát cái cỏ dại đúng không? Vâng. Cả bà đi nữa à? Hai bà cháu đi à? Vâng. À. Hôm nay thì chắc nếu mà hôm nay thì nếu mà mưa cả ngày thì các bác thợ là sẽ không có làm được nữa cô bác. Nếu mà hôm nay mà bào nữa là xong rồi. Như hôm nọ thì có một anh thợ là làm chuyên về gỗ cô bác, là có bảo với cháu Lực là những cái gỗ này toàn là những cái gỗ tốt thôi cô bác ạ. Qua đây thì cháu Lực cũng xin được thay mặt em Cương với lại bà cảm ơn tới bác Quang, bác ở bên Mỹ. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng được sự đồng ý của các mạnh thường quân là trích tiền ra để là mua nước cho các bác thợ. Nhưng mà không may thì lên trên này gặp mưa, thành ra là không có gặp được các bác thợ nữa. Chắc thì một tí nữa tạnh mưa thì các bác thợ lại tiếp tục làm. Còn nước này thì một tí gửi cho các bác thợ nhá. Cứ nhá. Đấy. Đấy, bóc cho bà chưa? Đấy. Cái này thì một tí để lại cho các bác thợ nhá. Đúng, một tí nữa tạnh mưa thì các bác thợ lại tiếp tục là lên làm đúng không? Vâng. Giờ cây mọi cái là lấy đây hết rồi đúng không? Vâng, còn trên một tí nữa. Ở chít trên nữa? Vâng. Còn mấy cây à? Vâng. Không. Em đi ăn cơm ở đây là ăn cơm ở nhà chú, ở nhà bác. Ăn cơm nhà bác thôi ạ. Ăn cơm nhà bác à? Vâng. Ừ. Là mình phải nuôi cả thợ là ăn cơm từ ngày một ngày ba bữa nữa đúng không? Vâng. À. À, hôm qua thì cháu Lực cũng có nhận được thêm một phần quà của bác Quang không bác? Bác cũng có nhờ cháu Lực bảo là mua cho em Cương là mua lên là 50 cân gạo, còn dư thì sẽ để vào quý cho em Cương để sửa nhà của bác ạ. Mấy hôm nay ở trên vùng cao của bác thành ra là có lúc thì buổi sáng mưa, có lúc thì buổi chiều mưa. Để thành ra là mọi cái tiến độ mà làm việc ấy thì nó sẽ hơi chậm một chút cô bác, thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cho nhá. Nhưng làm cái nhà gỗ của các em này thì các bác thợ thì làm tay nghề thì cũng rất là lâu rồi, thành ra là cũng rất là nhanh nhẹn. Bây giờ thì làm thời gian vừa qua thì cũng đã được gần một tháng rồi, và bây giờ thì mọi cái thì cũng sắp xong rồi. Thế bây giờ thì Cương đưa anh đi xuống dưới tí nhá. Vâng. Cái thời gian này thì với bà là chịu khó ở ngôi nhà bé đi một chút nhá. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì lại tạnh mưa rồi cô bác này. Vừa rồi thì hai anh em có phải gọi là chạy mưa luôn. Đây, chỗ này thì được các bác là bào hết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Còn hai cây kia là chưa bào đúng không? Với mấy cây ngắn kia. Cái này là ngan là bác hết à? Vâng ạ. Ừ, lót hết rồi nhờ. Vâng. À, như mấy cái gỗ này cô bác thì bây giờ đang để ngoài trời một chút thì tiện thể là cho nó rửa đi bớt những cái phần đen của nó đi, nó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu cô bác nhé. Hôm nọ thì gỡ ra thì gỗ thì toàn mọi cái thì gọi là rất là đen rồi,
và hầu như đã không có tận dụng lại được nữa. Nhưng mà còn một số cột và một số thanh thì cũng được các bác là bào lại. Nhìn trông rất là bóng luôn này các bác. Sau này thì anh sẽ đi mua cái thuốc mà nó bị chóng mọt đấy, xịt lên đấy thì nó sẽ đỡ nhá. Còn là như cái phần cột này thì là xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Rồi. Hôm nọ thì cái anh thợ mà làm trong cái nghề gấu lâu năm ấy cô bác thì cũng có giới thiệu cho cháu Lực và biết về những cái thông tin về loại gấu này rồi. Nó cũng rất là chắc và rất là tốt luôn cô bác. Nhưng các bác thợ mà làm như cái phần này cô bác đan vào nhau ấy thì sẽ không có dùng đinh là nhiều. Đinh thì chỗ nào mà nó bị gọi là lung lay ấy, hay là nó sợ mà nó không được chắc chắn ấy, thì là sẽ đóng đinh vào ở chỗ đấy nữa. Đấy, bây giờ thì tạnh mưa rồi, chắc là một tí nữa các bác thợ sẽ lại tiếp tục về bào nốt cái phần này cô bác. Nhưng hôm nọ thì phần xi thì để đây hay để đâu? Để kia à? Những cái phần mà làm kê bằng những cái phần mà để mà kê những cột gỗ của bác thì hiện tại cũng đã làm xong hết rồi. Đây thì là sẽ đổ xi măng đặc hơn một chút nữa là tại vì là nó ở phần đáy đó. Xi thì được em Cương là để nhà bác ở bên kia của bác. Như nếu mà không có dùng những cái thanh cục xi măng này để kê này của bác thì sợ là sau này nó sẽ giống như cái nhà, giống như nhà cũ này, giống như nhà của bác ấy cô bác. Ở phần đáy của nó thì cũng đã bị là nó sẽ bị ăn mòn hết rồi. Còn là đây thì xi là sẽ được em Cương là tận dụng là để lại nhà bác một chút cô bác. Như nhà của bác thì làm lâu chưa Cương? Như nhà của bác thì làm lâu chưa? Lâu rồi. Cũng là lâu rồi à? Vâng. Nhưng mà so với nhà em là làm lâu hơn đúng không? Vâng. Đã hóc rồi xong rồi à? Chấm nhá. Nó như phần pro thì cũng đã được bà với em Cương là lấy hết rồi cô bác. Nhưng cái phần này thì được bên xá là hỗ trợ tiền nữa, cho nên là dùng cái số tiền đấy để mua pro luôn. Quay chắc độ tầm 1 tiếng nữa thì các bác thợ thì mới tiến hành là làm được. Bây giờ thì các bác thợ thì cũng lại đến để bào rồi cô bác. À Cương ơi, lấy nước cho các bác để uống đi. Lấy xuống rồi à? Rồi thì đi xuống nhà bác để uống nước à? Vâng. Bây giờ thì độ bào nốt hôm nay nó là xong chưa bác? Cũng gần xong rồi. Hôm nay nó làm một lúc này xong, ngày mai làm một tính. Có nghĩa độ là tầm độ là... Ngày kia chắc là dừng lại. Cái cột nó lên rồi anh ngày kia. Hôm thứ tư này. Vâng, hôm nay là thứ hôm nay chủ nhật, tối thứ hai đấy, ba thứ tư, thế còn là 3-4 ngày nữa. Vâng. Thì là cũng được. Còn hai ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi. Thứ tư rồi. Vâng, như thứ ba vẫn dừng đấy rồi. Vâng, như vừa nãy Cương bảo với cháu là bác bị tai nạn à? Vâng. Cái này cháu cứ quay. Sáng nay tức là bị hôm qua thì cái xích nó bị đứt. Cái xích bị đứt á? Vâng, bị đứt nó đập vào chân của bác này. Ôi rồi, thế có bị là cái này thì có bị sâu không bác? Có ạ. Đây cái chỗ đang bó ấy tức là bị sâu ạ. Ôi rồi. Hôm qua thì nó bị tuột xích hay là bị như nào bác? Đứt xích ạ. Đứt xích à? Vâng. Ủa, may là bác đang định tức là nếu mà cháu hỗ trợ được thì hỗ trợ tiền thuốc bác thì chắc là bác cũng được cảm ơn cháu. May là không bị văng trúng ở người hay là ở phần bụng ấy nhở? Trúng ở chân. Vâng. Tức là bị bàn chân là đầu gối ạ. Vâng, rồi. Bác thì hôm qua là bị một chút tai nạn rồi cô bác. Là bị xích cái máy cưa là bị đứt hả bác? Vâng. Ôi rồi. Ê, bác bị như này thì bây giờ còn làm được nữa không? Có nhưng mà cũng có thể làm bác. Bác phải là ngồi giới thiệu thôi. Chắc là cũng Dạ ngồi là ngồi ngồi bảo với bác này để làm đúng không? Vâng. Bác là thử cá mà. Dạ vâng.
Rất là không may hôm qua thì bác thợ cả đã bị cái xích của máy cưa của bác không may thì đứt ra, xong là cứa vào chân một chút. Những cái ảnh này thì nó hơi ghê quá nên là cháu Lực sẽ không có quay ký nó của bác, tại vì là nó sẽ bị vi phạm ở cái chính quyền của, tại vì nó sẽ bị vi phạm cái chính quyền của YouTube của bác ạ. Còn là như chỗ này là đó chơi đúng không bác? Đây nó bị ngắn cho một tí này, mai nó là để xử lại cái mới đủ. Thế cái chỗ này là mấy nữa mình sẽ phải là bỏ thêm đất vào đây nữa đúng không? Đây còn thêm một tí thế này đâu rồi. Vâng. Bắt nó làm cái gì? Làm thế là bên kia cửa. Đây này là được cảm ơn cháu Lực, tức là cái ngôi nhà tức là sắp đừng hoàn chỉnh, tức là đến ngày kia bắt đầu lên. Vâng. Qua đây thì cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi tiền cho em Cương với bà là cùng bên xá để kết hợp với nhau là dựng cho, sửa lại cho em Cương là một cái ngôi nhà mới như ngôi nhà trước ấy cô bác. Cháu Lực cũng đã ghi hình lên cho tất cả quý ông bà, cô chú ở trên này cũng biết rồi, một cái ngôi nhà mà nếu mà trời mưa hay là gió to thì Cương với lại bà còn không dám ở trong ngôi nhà nữa, sợ là nó có những cái cơn gió to nào nó sẽ bị sập nhà đấy cô bác. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng đã cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của em Cương là đến đâu rồi cho tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân là cùng nắm được. Và nhân tiện thì cháu Lực lên thì cũng có nhận được thêm một phần quà của bác Quang, bác ở bên Mỹ đã nhờ cháu Lực là mua cho em Cương thêm, vừa cho em Cương là tiền để làm quỹ làm nhà và vừa cho em Cương để mua gạo nữa. Bà thì bây giờ đang lại chuẩn bị đi đâu rồi Cương? Đi cắt cỏ à? Vậy ở đây thì được các bác thợ là ngày đêm là làm cái ngôi nhà của em Cương. Có thể là các bác cũng giúp cho em Cương là với bà là hoàn thiện sớm cái ngôi nhà, càng sớm càng tốt cô bác, là để tránh khỏi những cái đến mùa mưa mà thật sự rồi thì làm theo sẽ cũng rất là khó. Như là thời như mấy hôm nay thì còn gọi là sáng nắng chiều mưa, được các bác là cũng tranh thủ là để làm luôn. Thì các bác thì cũng là làm cái nghề gỗ này lâu năm rồi, thành ra là mọi cái thì các bác đều xử lý và làm rất là nhanh luôn. Các bác cháu mình chưa có hôm nào mà ăn cơm ngồi với nhau một lần nào nhỉ? Vâng. Thế để ngày mai ngày kia thì cháu lên thì mua lên con gà xong rồi các bác mình ngồi với nhau nhá. Vâng. Và bây giờ thì gọi là cũng cảm ơn các bác rất là nhiều, một phần là cũng được các bác hỗ trợ nữa, thành ra là làm những cái mọi cái công việc gì thì cũng rất là nhanh. Đo cái chú đất nhà cũng vâng. Cương này chống này chú một tí này vâng. Nó thêm một tí. Còn cái phần cột này thì sẽ được các bác là để sang đây là để đo cô bác. Còn như cái chiều dài thì là như bây giờ cái phần chiều dài của nhà em Cương thì còn thiếu một chút. Ngôi nhà của em Cương thì sẽ là chiều dài thì sẽ là 9m, cái chiều rộng của nhà em Cương thì sẽ là 7m cô bác ạ. Một cái 7m ở một cái ngôi nhà sàn thì cũng sẽ rất là rộng rãi và thoáng cho em Cương với lại bà rồi. Cái này thì mình sẽ dựng cái khung nó lên trước thôi, thì mình lập pro xong thì mình mới làm mà vâng. Là mình mới làm cái phần ở cái ván ở ngoài đúng không? Vâng đúng rồi. Vâng. Hay bây giờ thì chắc là trời là chuẩn bị như kiểu là lại sắp mưa hay sao rồi. Sương mù rất là nhiều luôn. Đấy, em Cương thì ở nhà thì những lúc mà không đi ra ngoài làm gì ấy thì cố gắng hộ các bác được những được việc công việc gì thì hộ các bác nhá. Vâng.
Đấy, hôm nay thì các bác làm còn làm dừng lán làm ấy, không thì đưa cho xong đâu. Vâng. Lán đằng sau của cháu ấy. Vâng, vâng. Nhà này là nhà ngăn của nhà bác à? Vâng. Còn bé thôi nhỉ? Ngan này bây giờ mà ngan này bây giờ mà để bán thì cũng chưa được giá đâu nhỉ? Chưa được đâu. Nó có mấy lạng. Vâng. Sương mù nhiều này thì một tí các bác có bào được nữa không? Bây giờ còn 4 cái thanh ngang này là bào xong rồi nhỉ? Vâng. Tức là khung cứng thì không tồn tại gì nữa. Dạ vâng. Gọi là cái khung cứng thì mình đã hoàn thiện hết rồi đúng không? Vâng. Nhưng cái cột này thì tồn tại tức là bưng ván thế thôi. Vâng. Bưng ván này. Thế đến hôm đến hôm thứ tư là ngày đẹp rồi đúng không? Dừng hết khung nhà đấy. Vâng vâng. À bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về sớm thôi cô bác. Tại vì sương mù cũng khá là nhiều rồi. Một tí nữa thì chợ là trời sẽ mưa, thành ra là về đường nó hơi khó khăn. Vừa rồi thì rất là may cháu Lực di chuyển từ trên xã mà ra đến nhà em Cương thì không có mưa. Và gần đến nhà em Cương thì trời cũng đã đổ mưa to rồi, thành ra là hai anh em phải khanh cái bao gạo mà vội vội vàng vàng vào nhà luôn. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Cương xin được tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Bây giờ thì sắp có nhà mới thì có vui không? Vui ạ.